Xin chào các bạn, mình là Sam, chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Hôm nay Sam sẽ chia sẻ với các bạn về bí quyết dưỡng trắng da mặt của mình, các bạn cùng tham khảo nhé. Đối với Sam, làn da trắng sáng sẽ giúp Sam tự tin hơn, xinh đẹp hơn và thu hút nhiều hơn sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh cũng như là bạn bè của Sam. Sam tham gia đóng phim nên thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gay gắt, rất dễ làm cho da bị đen sạm và cháy nắng. Nhưng nhờ biết cách chăm sóc da nên da Sam luôn được phục hồi và giúp cho làn da luôn trắng sáng. Người bạn đồng hành với Sam đó chính là kem dưỡng trắng da mặt Y Doctor. Sam biết đến loại kem này là do một người bạn của Sam đã sử dụng và cảm thấy rất tốt nên giới thiệu cho Sam. Hiện tại thì Sam đã sử dụng được 6 tháng rồi đó. Sam xin chia sẻ kinh nghiệm của Sam trong việc dưỡng trắng da mặt nhé. Sam rất yêu thích kem dưỡng trắng da mặt Y Doctor vì hiệu quả sử dụng sản phẩm rất tốt, da trắng nhanh, mềm mịn, ngăn ngừa được lão hóa và các nếp nhăn. Đặc biệt là kem rất thấm, mịn, không bắt nắng, lại có mùi thơm rất dễ chịu. Kem dưỡng trắng da mặt Y Doctor được chiết xuất từ những thành phần rất tự nhiên như bột ngọc trai, tảo biển, bột yến mạch, tinh chất collagen, tinh chất tế bào gốc, tinh chất nhân sâm, nha đam, bạch quả, vitamin A, C và E. Là người rất chú trọng trong việc chăm sóc da nên Sam thường xuyên rửa mặt bằng sữa rửa mặt y học Y Doctor, vừa loại bỏ được bụi bẩn, da chết mà còn ngăn ngừa mụn được nữa. Khi đi ra đường hay đi tiệc thì Sam lại thường xuyên sử dụng kem dưỡng trắng da chống nắng và trang điểm Y Doctor, vừa có tác dụng chống nắng lại vừa trang điểm được. Đặc biệt là vào buổi tối thì Sam sử dụng kem siêu trắng da mặt Y Doctor để giúp cho da trắng nhanh hơn, ngăn ngừa được lão hóa và các nếp nhăn. Các bạn biết không, ngoài ra thì Sam còn sử dụng kem dưỡng trắng da toàn thân Y Doctor. Nhờ có kem này mà da toàn thân của Sam luôn trắng sáng và mềm mịn. Sau khi đi phim thì việc đầu tiên là Sam sử dụng kem tắm trắng Y Doctor để giúp cho da phục hồi và làm cho làn da trắng sáng hơn. Thực sự thì Sam rất hài lòng về cách dùng sản phẩm trắng da của Y Doctor. Để mua sản phẩm, các bạn hãy liên hệ ngay với nhân viên tư vấn của Y Doctor. Sam xin chúc tất cả các bạn gái luôn luôn xinh đẹp và đều trở thành hot girl nha.